Ba nhà hoạt động tại Việt Nam bị bắt trong vòng 10 ngày từ 11 đến 21 tháng riêng vừa qua hiện đang bị biệt giam trước khi xét xử. Họ có nguy cơ bị tra tấn và phân biệt đối xử. Đó là người gồm nhà hoạt động Trần Thị Nga, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai và blogger Nguyễn Văn Hóa. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua lên tiếng như vừa nêu và kêu gọi những người quan tâm viết đến cho các cấp lãnh đạo Việt Nam gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho ba người bị bắt như vừa nêu. Bên cạnh đó, cần phải bảo đảm không để ba người bị tra tấn và ngược đãi, cho phép họ được tiếp xúc với gia đình, luật sư mà họ đề nghị cũng như được chăm sóc y tế đầy đủ. Theo ân xã quốc tế thì ba người này chỉ thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến mà thôi. <laughs> Xin được nhắc lại, nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga, thành viên của Hội Phụ nữ nhân quyền, một tổ chức xã hội dân sự độc lập bị bắt tại nhà riêng ở thị trấn Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hôm ngày 21 tháng Giêng. Truyền thông nhà nước loan tin bà này bị bắt vì đăng lên mạng những video clip và bài viết có nội dung chống nhà nước. Bà bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện bà đang bị giam tại trại giam tỉnh Hà Nam. Nếu bị buộc tội, bà có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù. Ông Nguyễn Văn Oai, cựu tù chính trị và là nhà hoạt động người công giáo, bị bắt vào ngày 19 tháng Giêng. Một ngày sau, Công an thông báo cho gia đình ông này là bắt với cáo buộc chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện ông bị giam tại trại giam tỉnh Nghệ An. Blogger Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị bắt vào ngày 11 tháng Giêng. Sau 12 ngày, Công an Hà Tĩnh mới thông báo cho gia đình biết anh này bị bắt giữ để điều tra về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, làm phương hại đến quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện anh nguyễn văn hóa đang bị giam tại trại cầu đông hà tĩnh